Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Kính thưa bà Nguyễn Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Kính thưa quý vị lãnh đạo các ban ngành cùng tháp tùng trong đoàn, Bụi Phúng Viếng Giác Linh Hòa Thượng Thích Huệ Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trụ trì chùa Bảo Tịnh chiều nay. Kính thưa quý lãnh đạo, trong tất cả những niềm tin và hướng những nhân sinh trở về con đường an lạc để mang lại sự hòa bình, hạnh phúc trong xã hội, tương song với ý nghĩa đạo đời tương hợp, để làm cho những việc tốt đẹp càng lan tỏa trên quê hương, trên đất nước với tinh thần phụng sự. Và trong tinh thần đạo pháp dân tộc ấy, Hòa Thượng Ân Sư của chúng tôi, Thượng Huệ Hà Đức, đã có nhiều cống hiến hợp tác cùng đất nước, cùng xã hội để làm nên những công việc tích cực, hữu ích, mang lợi lạc cho quần sanh. Trong ý nghĩa kêu sơn mật thiết gắn bó ấy, hôm nay quý vị lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang đã trở về bên Bảo Tịnh Tự, bên linh đài của Hòa Thượng, để tri tưởng đến công ơn lớn lao của Hòa Thượng cũng như thâm tình của đạo, của đời đối với nhau trong nghĩa tình sâu nặng. Giờ phút trang nghiêm này, chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức tăng lễ của Hòa Thượng rất trân trọng. Rất trân trọng được tiếp đón sự hiện diện của quý vị hôm nay. Và trong nỗi niềm cảm xúc đạo tình này, chúng tôi mời quý vị dâng một nén hương trước linh cụ, linh đài của Hòa Thượng để tưởng niệm Hòa Thượng vắng bóng cõi ta bà. Xin mời ban hương đăng chuyển hương. Và trước khi dâng hương để tưởng niệm Giác Linh Hòa Thượng, chúng tôi xin trân trọng được mời đoàn đại diện để có đôi lời chia buồn đến ban tổ chức. Kính thưa các đồng chí, đứng trước vong linh của Hòa Thượng Thích Huệ Đức, chúng tôi rất cảm động. Sinh lão bệnh tử, đó là chuyện thường ở xã hội. Và ở trên vũ trụ này cũng theo như thế. Nhưng Hòa Thượng ra đi sớm quá. Hòa Thượng ra đi để lại cho bao người sự tiếc nối. Tôi nghĩ rằng tôi cũng như các đồng chí ở đây, cùng với mọi người xung quanh của Hòa Thượng, ai ai cũng đều tiếc nối. Trong quá trình Hòa Thượng sống và tu hành ở đây, Hòa Thượng đã làm được bao nhiêu điều tốt cùng với đảng, cùng với nhà nước, cùng với nhân dân. Hòa Thượng đã dẫn dắt bao nhiêu Phật tử để làm việc cho đời và để lại cho đời bao nhiêu những cái đẹp, những cái tốt. Những gương điển hình của Hòa Thượng chúng tôi xin ghi nhớ, và chúng tôi cũng mong rằng những vị kế tục
tiếp tục phát huy những gương điển hình này để tiếp tục cùng với đảng, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy những gương sáng, những đóng góp của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo của Hậu Giang nói riêng. Chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng những đóng góp đó. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giây phút nhiều cảm xúc đạo tình này. Xin... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị lãnh đạo, Ủy ban dân tỉnh và đoàn cùng đi, quý vị đã nghĩa tình pháp lữ với hòa thượng cùng đồng hành với Ủy ban nhân dân tỉnh trong hai nhiệm kỳ qua để làm cho tỉnh Hậu Giang chúng ta càng ngày càng phát triển xuyên minh hơn. Và những điều mà Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã kể, chúng tôi cũng chứng kiến thấy như vậy. Và chúng tôi sẽ hứa là những người kế thừa sau này sẽ phát huy những điều hòa thượng đã vạch ra, chúng tôi sẽ làm tốt hơn và làm sao cho Phật giáo chúng ta đồng hành cùng dân tộc để cùng nhau cho Hậu Giang càng ngày càng phát triển. Và chúng tôi thành tâm ghi nhớ những lời của Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã triển khai, chúng tôi sẽ ghi nhớ và sẽ làm cho tốt đẹp hơn. Và trước khi dứt lời, thay mặt cho ban tổ chức tang lễ, xin trần thành kính ghi ơn đoàn A Di Đà Phật. Kính thưa đoàn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, giây phút này trước linh đài của Hòa Thượng Thích Huệ Đức, trụ trì chùa Bảo Tịnh, thể hiện lòng quý kính đến Hòa Thượng, xin mời đoàn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của Hòa Thượng đối với đảng và đạo. Phút mặc niệm bắt đầu. Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huệ Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trụ trì chùa Bảo Tịnh. Quý vị lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Long Mỹ do ông Trần Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Long Mỹ làm trưởng đoàn, giờ này đang tiến vào Giác Linh đường để dâng tâm hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chú Trần Văn Tiếp là Phó Chủ tịch Mặt trận thị xã Long Mỹ, cùng chú Trần Minh Như và Phó Chủ tịch Mặt trận bên đảm trách tôn giáo Mặt trận của tỉnh Hậu Giang. Kính thưa nhị vị, thì còn xin tiền thì Hòa Thượng gắn bó với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cấp trong tỉnh Hậu Giang chúng ta rất là mật thiết. Và những cái hoài bão mà Hòa Thượng đã cùng nhắc với chúng tôi
về địa phương nào, chúng ta ở địa chùa nào cũng phải nỗ lực gắn bó tiếp với khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh nhà chúng ta cùng với địa phương để chăm lo đời sống nhân dân cho tốt đẹp hơn. Thì trong những nhiệm kỳ qua thì các vị cũng biết đó, các chùa ở tỉnh Hậu Giang cũng thực hành rất tốt, mà các cấp chính quyền địa tỉnh, thị xã, huyện, thành phố trong tỉnh cũng đều khen ngợi Phật giáo chúng ta đóng góp rất hữu hiệu. Thì hôm nay Hòa Thượng đã thượng thế vô thường để trở về cảnh đất Phật, thì những gì còn lại là chúng tôi trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang sẽ kế thừa và cũng cùng phát dương tốt đẹp hơn để cho Phật giáo tỉnh Hậu Giang sánh vai cùng các tỉnh bạn. Và những ân tình của quý vị, chúng tôi nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm và cũng cầu mong tất cả các ban ngành đoàn thể của mặt trận cùng với Phật giáo tỉnh Hậu Giang tốt đẹp hơn. Và tôi cần một lần nữa chúng xin kính chúc nhị vị được sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn, trí tuệ và gia đình hạnh phúc để phục vụ đạo pháp và dân tộc. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Giờ phút này xin mời nhị vị lãnh đạo của thị xã Long Mỹ sẽ dành một phút mặc niệm trước giác linh đường để tưởng niệm Hòa Thượng. Phút mặc niệm bắt đầu. Đại diện cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phụng Hiệp xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến ủy ban ban trị sự hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi cũng mong rằng xin phân ưu cùng tăng ni Phật tử của tỉnh Hậu Giang và cũng cầu mong cho cái linh hồn của Hòa Thượng Thích Huệ Đức được an nhàn nơi chính suối. Xin cảm ơn. Lời phúng viếng đậm tình đạo pháp và dân tộc, giờ này xin trân trọng cung thỉnh Thượng tọa đạo hiệu Thích Thông Hạnh, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Phó ban tổ chức tăng lễ, sẽ có đôi lời đến đoàn huyện ủy của tỉnh huyện Phụng Hiệp. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đoàn huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phụng Hiệp, quý vị đang nghĩ tình pháp lữ cùng đồng hành cùng dân tộc Phật giáo Việt Nam với tất cả các cấp chính quyền. Đây là một nghĩa cử rất cao đẹp mà Hòa Thượng còn xin tiền đã chỉ đạo cho tất cả các chùa trong tỉnh Hậu Giang. Chúng ta phải nỗ lực lên để đoàn kết trong ngôi nhà chung của giáo hội và tất cả mặt trận tổ quốc các cấp để phục vụ cho đạo pháp dân tộc càng ngày tốt hơn. Mà bấy lâu nay các huyện thị ở địa bàn cũng làm khá tốt, mà các vị cũng có chứng minh thấy
Thì các chùa đã làm từ thiện, làm những nhiều chuyện rất tốt, kết hợp với địa phương chặt chẽ. Thì đây là những điều mà tâm huyết Hòa Thượng để lại. Và những tâm huyết này chúng tôi sẽ hứa sẽ kế thừa và sẽ chỉ đạo cho tất cả các chùa cũng nỗ lực tốt đẹp hơn trước với huyện ủy, ủy ban dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Phụng Hiệp. Và chúng tôi thành kính tri ân những lời sâu sắc của quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Phút mặc niệm trôi qua, mời đoàn hữu nhiễu kim quang của Hòa Thượng một lần. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông, quý bà, trong Ủy ban Đoàn kết Tôn giáo tỉnh Hậu Giang do ông Nguyễn Văn Thật, Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn, kính thưa thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Bảy do bà Nguyễn Thị Khiết, ủy viên thường vụ trưởng ban dân vận thị xã Ngã Bảy làm trưởng đoàn. Kính thưa quý ông, quý bà, đối trước linh tiền Giác Linh, cố Hòa Thượng Thượng Huệ Hà Đức, ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang Viên Tịch, vào giờ này đối trước linh tiền trân trọng kính mời các ông đại diện trong đoàn có đôi lời ai điếu đến với ban tổ chức tang lễ cũng như môn đồ pháp quyến chúng tôi. Trân trọng kính mời các ông. Kính thưa chư vị tôn túc, kính thưa các vị chức sắc chức việc tín đồ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, đại diện cho đoàn, cô thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Ngã Bảy, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến môn đồ pháp quyến cùng tăng ni Phật tử của Phật giáo tỉnh Hậu Giang, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sự ra đi của Đại lão Hòa thượng Huệ Đức là sự mất mát lớn lao đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Thay mặt đoàn một lần nữa xin cầu nguyện cho vong linh của Hòa thượng sớm phiêu diêu nơi vườn cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa nhị vị lãnh đạo đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hậu Giang, kính thưa thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Bảy, kính thưa quý vị, còn xin tiền Hòa thượng ân sư của chúng tôi đã khăng khít cùng với các tôn giáo bạn và đối với các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh Hậu Giang, nhất là thị xã Ngã Bảy, với những ân nghĩa đó, với những cái tâm tình của Hòa thượng đó, chúng tôi là người kế thừa xin hứa với các quý vị đoàn kết thị xã, đoàn kết Công giáo của tỉnh Hậu Giang và các ban ngành đoàn thể của thị xã Ngã Bảy, chúng tôi sẽ nỗ lực tiếp tục kế thừa những hoài bão của Hòa thượng, làm tốt đẹp hơn, tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn hơn, và tinh thần Ngã Bảy địa phương và tất cả chúng tôi sẽ nhắc nhở các chùa phải nỗ lực lên cùng nhau với các cấp chính quyền để làm tốt cái công tác từ thiện xã hội để cho địa phương chúng ta càng ngày càng chương minh và giàu đẹp. Trước khi dứt lời, chúng tôi thành tâm cung kính nghe những lời của các vị, chúng tôi ghi cốt ghi tâm để thực hành cho tốt, và xin chân thành cảm ơn quý vị đến để cúng điếu A Di Đà Phật.
Về hồ quỳ nước điểm linh quang nhầm các ma cây thiên tử thất vi vi thiều đông đồ nhị tam số diệt đa công thử.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bảo Tịnh Đường Thượng Từ Lâm Tế, Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, Hòa Thượng Ân Sư Thượng Huệ Hà Đức, Tùy Từ Chính Giám. Kính bạch Giác Linh Thầy, chúng Pháp tử, Quảng Huệ và nhị vị Quảng Tịnh A, Quảng Tịnh B, chúng con và Pháp Tôn Nhận Tường, nay quỳ trước Giác Linh Đài cho chúng con được gọi tiếng Thầy trong giờ tiễn biệt bất năng tương hội. Thầy ơi, cái khoảnh khắc sắc không đã định được vô thường thị thường. Mới hôm nào chúng con còn được bên Thầy, Thầy an ủi bằng tấm đạo tình của người cha khả kính. Đi hành đạo là chèo thuyền ngược sóng, phải vững tay chèo qua biển nghiệp nghe con. Chúng con vẫn mang theo hành trang pháp ngữ của Thầy, mỗi sự khó khăn hay gặp nạn chướng trong bước hành đạo đều sẵn sàng vượt qua mà không hề dương phiền não. Thầy ơi, giờ đây chúng con quỳ như đang quỳ bên chân Thầy, nhìn tôn dung của bậc ân sư khả kính, nghe như bảo lòng đang cuồn cuộn nhớ thương, thèm nghe lắm những câu chánh pháp vô lượng ân tình, thèm nghe lắm những lời Thầy mắng yêu khi lâu quá không về thăm tao. Nghẹn ngào đau xót lắm, nay chúng con tri niệm tình sư trưởng, chúng con biết rằng Giác Linh Thầy sẽ luôn mãi dõi theo chúng con, bởi vì Thầy đã phát hạnh nguyện trải thân vì nhân tánh, thì nơi nào chúng sanh cần Thầy đến để độ sinh. Nay một phút mãn duyên Thầy dừng cuộc hành đạo, gác thiền trường để an nghỉ cõi vô tung. Bảo tịnh giờ buồn lưu phòng hoành vắng, nhớ bóng ân sư, nhớ lắm lối ra vào. Thôi thì đò âm dương một chuyến đi phân biệt, kẻ ở ngậm ngùi thương tiếc bậc ân sư, cho
chúng con về đây để kính bái tiễn thầy, mong giác lộ thầy an nhiên, niết bàn tịch tịnh. Với chút tâm tư thương kính thầy, chúng con xin được chúc bài tâm sự, mong rằng thầy sẽ cảm thấu được lòng chúng đệ tử. Giờ này bên linh án, chúng con xin được dâng lên phẩm lễ cúng dường và nói lên hai tiếng tri ân. Tri ân đạo tình đã giáo dưỡng chúng con, giúp chúng con lớn hơn về thể cách. Đôi vai này chúng con mang nặng ân của thầy, trái tim này vẫn đập hoài nhiệt huyết trọng nghĩa ân sư. Huynh đệ và pháp tôn xin được đảnh lễ trọng ân và tiễn biệt thầy tam bái. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, có phẩm kim quang của ân sư bán tiền bao tiền bán tiền ân sư. Thank you.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trụ trì chùa Bảo Tịnh chúng con. Thuận thế
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên giác linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, chư Đại Đức Tăng Tác Đại Chứng Minh. Hương thiền gió lòng tỏa ngàn phương, trăng sáng năm xưa ngập dặm đường. Hương lòng nguyện tỏa từ độ ấy, mãi mãi ngàn sâu vẫn ngát hương. Ngưỡng bạch trên quý ngài, đối trước giác linh tiền của Hòa Thượng Ân Sư chúng con. Giờ đây chúng con lòng bồi hồi xúc động khi nhận thấy Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, và chúng con cũng nhận thấy Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Giác Liêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư Tôn Đức Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và chúng con cũng nhận thấy trong một môn phong Tổ Đình Long Thiền, tỉnh Đồng Nai, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Đồng Nai cũng đã quang lâm trở về đây chứng minh và lễ viếng thắp hương tưởng niệm. Giờ đây chúng con kiện tỉnh trên Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban hoặc Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đối trước giác linh Hòa Thượng Ân Sư chúng con dâng lời tưởng niệm. Nam mô Cung Thỉnh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam Việt Nam Ngũ Gia Tôn Phái Truyền Giáo Truyền Giới Khai Sơn Tạo Tự, lịch đại chư vị Tổ Sư Bảo Tịnh Đường Thượng, lịch đại chư vị Tổ Sư Tạc Đại Chứng Minh. Nam mô Tăng Viên Tịch Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Thế Tứ Thập Nhất Thế Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Huệ Hà Đức Tự Nguyên Thủy Húy Nhật Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trụ trì chùa Bảo Tịnh, xuất thế năm Mậu Tý niên, thừa hưởng thừa trụ thế 70 năm, Hà Lạp 50 năm, Viên Tịch ngày 6 tháng 9 2017, nhằm ngày 16 tháng 7 năm Đinh Dậu. Ngưỡng bạch giác linh Hòa Thượng, trước linh đài của cố Trưởng Lão Hòa Thượng, đại diện Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Thư ký Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Văn Phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Văn Phòng Ban Nghi lễ Trung ương, có Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Hậu Giang.
Mấy bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni trong ban tổ chức lễ tang của cố trưởng lão hòa thượng và môn đồ pháp quyến cùng toàn thể hàng phật tử tại tổ đình chùa Bảo Tịnh, trước linh đài cố trưởng lão hòa thượng, toàn thể chư tôn thiền đức vô cùng xúc động trước sự vĩnh biệt ra đi của cố trưởng lão hòa thượng, đã để lại sau lưng một căn bình to lớn cho tất cả môn đồ pháp quyến, cho tất cả chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tông tăng ni trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, nhất là hòa thượng mới đăng quang với tư cách trưởng ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, và sự trùng tu xây dựng ngôi chùa Bảo Tịnh này cũng còn đăng đăng đê đê rất là nhiều việc. Do đó cho nên toàn thể chư tôn thiền đức trong ban trị sự Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương và chư tôn hòa thượng trong ban lãnh đạo Trung ương cũng vô cùng xót xa và âu lo cho Phật sự tại nơi tỉnh Hậu Giang. Biết rằng là ta bà một thuở ra đi, căn bình nửa gánh tây quy nhẹ nhàng. Tuy nhiên, với cái nhìn trong hiện tại, cố hòa thượng không còn là một sự trống vắng to lớn cho ban trị sự tỉnh Hậu Giang. Giờ đây trước linh đài không biết nói gì hơn và vô cùng kính tiếc sao hòa thượng không ở lại thêm nữa cùng với ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, và đồng thời cũng vô cùng xúc động trước sự ra đi của ngài. Toàn thể chư tôn thiền đức ở Hội đồng trị sự Trung ương và môn đồ pháp quyến ở chùa Long Thiền tỉnh Đồng Nai và ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai cũng vô cùng xúc động cho việc ra đi của ngài. Xin thành tâm cẩn kính nghiêng mình trước linh đài cầu nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư Long Thiên hộ pháp thiện thần, luôn luôn gia hộ chư cố trưởng lão hòa thượng được cao đăng Phật quốc, và xin thành kính phấn ưu cùng toàn thể quý vị trong ban trị sự tỉnh Hậu Giang và môn đồ pháp quyến chùa Bảo Tịnh ngưỡng mong tịnh hòa thượng từ bi chứng giám và cầu nguyện cho môn đồ pháp quyến tròn niềm hiếu đạo này, ngôi chùa Bảo Tịnh sẽ được rạng rỡ trang nghiêm và hoàn thành mọi công việc Phật sự nhờ ơn trên Tam Bảo gia hộ và nhờ thần lực uy lực của cố trưởng lão hòa thượng hộ trì. Tất nhiên công việc Phật sự tại nơi bổn tự sẽ được hoàn thành trang nghiêm tốt đẹp. Ngưỡng mong trên hòa thượng từ bi chứng giám và mong
chư toàn thể quý vị trong ban trị sự tỉnh Hậu Giang, môn đồ pháp quyến, chức giám, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Ta la rừng xưa còn là nơi diệt độ, bảo tỉnh hôm nay tiễn biệt gót chân người. Vừa qua Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã cung đối trước giác linh của Hòa Thượng Ân Sư chúng con dâng lời tưởng niệm. Và đây chúng con kiền thỉnh trên quý Ngài từ bi hoan hỷ thắp hương tưởng niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiền Truyền Tứ Thất Đông Độ Việt Nam Ngũ Gia Tông Phái Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Từ thời Việt Nam Quốc Hồ Chí Minh thì chư Tôn Thiền Đức Văn Phòng Hải Trung ương Giáo hội Ban Nghi lễ Trung ương Hiệp Ma Long Thiền Tổ Đình Na Tự chư Tăng Tịnh Na Tị Sự Ban Giáo hội Đồng Nai Tinh cùng làm án tiền phố tỉnh, cùng đối giác linh tiền thiết niệm, phụng vị tăng viên tịch từ Lâm Tế Tông, tư thập nhất thế quý thượng nhật khả phong, tự nguyên thị hiệu huệ đức giả trường công hòa thượng chi giác linh. Vì nguyện giác linh hòa thượng xa ngũ quân lục trần chứng tam minh tứ trí, liền hòa thất quá cửu phạm ngạo dù bất vong, nguyện lực tái hiện đàm qua tình độ ta bà khứ lai tự tại. Hữu nguyện nguyện thân tuy hữu diệt chân giác nãy trường tồn, mạng duyên quá độ ư ta bà quả vị cao đăng ư Phật quốc, hiện tiền kỳ nguyện thiện môn phố tịnh nội ngoại tứ chúng an hòa môn nhân đệ tử, trang nghiêm mà tăng trưởng phước đức, âm siêu dương thạnh hải yến hà thanh pháp giới chúng sanh tình dị vô tình tề thành Phật đạo, ngưỡng vọng giác linh hòa thượng thùy từ chứng giám mà giới hương định hương dư tuệ hương, giải thoát tri kiến quý khôn lượng, ngào ngạt khắp muôn phương thanh tịnh tâm hương chúng đặng nguyện cung dường giác linh hòa thượng. Nam mô cung dường Bồ Tát, Nam mô cung dường giác linh hòa thượng đại tiền chứng như tam đàn lễ phụng vị tăng tịnh từ Lâm Tế chánh tôn tứ thập nhật thế quý thượng nhật hạ phong, tự nguyên thị hiệu huệ đức trương công hòa thượng giác linh tam bái.
Bồ Đề Diệu Pháp mà biến ngay trơn nghiêm tùy sở trụ xứ thường sự thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua chư hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng đã niêm hương bạch giác linh vừa xong, và đây chúng con thay lời cho ban tổ chức thỉnh kính cung tịnh trên thượng tọa đạo hiệu Thích Phước Thành, phó ban trị sự kiêm trưởng ban giáo dục tăng ni giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, phó ban tổ chức tang lễ cố đại lão hòa thượng, sẽ thay lời cho ban tổ chức có đôi lời cảm tạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, phó ban nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong đoàn. Kính bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Kính bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni môn phong tổ đình Long Thuyền tỉnh Đồng Nai. Kính bái bạch trên chư tôn đức liệt vị hòa thượng trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Ngài đã thâu thần tịch diệt vào ngày 16 tháng 7 năm Đinh Dậu vào lúc 16 giờ 45. Hòa thượng của chúng con đã ra đi để lại cho ban trị sự cũng như môn đồ pháp viếng tứ chúng của chúng con một nỗi niềm nối tiếc lớn lao. Hòa thượng có chúng con một đời phụng sự cho đạo pháp và vân tộc, người thầy đáng nương tựa của chúng con. Giờ đây ban trị sự của chúng con cũng như tông phong chùa Bảo Tịnh cảm thấy mình bơ vơ, thiếu đi, thiếu vắng người thầy khả kính. Hôm nay được sự quan tâm của chư tôn hòa thượng văn phòng 2, chư tôn hòa thượng trong ban nghi lễ, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni ban trị sự tỉnh Đồng Nai và môn phong chùa Long Thiền tỉnh Đồng Nai đến chia buồn và nhắc nhở đối với ban trị sự cũng như môn đồ pháp viên chúng con. Chúng con cảm thấy mình đã có người thầy thứ hai nhắc nhở, và trên cái con đường phụng sự đạo pháp cũng như lo cho chùa Bảo Tịnh. Trước các ân tình cao cả của quý ngài, chúng con xin thay lời ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang, môn đồ pháp viếng chùa Bảo Tịnh, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý ngài sức khỏe được an khang, chúng sanh vị độ, Phật sự viên thành. Một lần nữa chúng con xin cung kính dâng theo lời của các ngài chỉ dạy. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phương Tịnh Độ Chúng.
Phật ngộ vô sanh bất thôi Bồ Tát vi bàn lời. Giờ đây với tất cả tấm lòng khát ngưỡng vô biên với quý Ngài, chúng con tình kính kiền tịnh quý Ngài hoan hỷ phụ nhiễu kim quang của Hòa Thượng ân sư chúng con. Và sau đó chúng con kiền tỉnh quý Ngài ký sổ tang lưu niệm Nam Mô Cung Tỉnh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Thank you.
trước giác linh đài của cố đại lão hòa thượng ân sư của chúng con. Chúng con nhận thấy đại đức đạo hiệu Thích Quảng Nghiêm trụ trì chùa Thới Long, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, làm trưởng đoàn để hướng dẫn quý nam nữ Phật tử tại bổn tự thân lâm đảnh lễ và kính viếng hòa thượng ân sư. Giờ đây chúng con kiền thỉnh trên đại đức đối trước giác linh tiền dâng lời tâm bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Thần thị tịch. Giờ đây cung đối trước giác linh tiền của hòa thượng ân sư chúng con. Chúng con nhận thấy chư hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni trong thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vị Thủy cùng chư tôn đức chùa Thanh Long, chùa An Phước do hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Huệ làm trưởng đoàn. Giờ đây với tất cả tấm lòng thành kính, chúng con kiền thỉnh trên quý ngài hoan hỷ có đôi lời tưởng niệm kính dâng trên hòa thượng ân sư chúng con. Nam mô cung thỉnh sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch giác linh cố đại lão hòa thượng Thích Huệ Đức là pháp huynh của tôi, cũng như là huynh trưởng của hòa thượng Thích, cũng như là pháp đệ của hòa thượng Thích Huệ Quá, cùng toàn thể tăng ni trong huyện Vị Thủy và các chùa như Thanh Long, An Phước cũng cơ hội về đây xin giác linh hòa thượng thì từ chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi rất lấy làm cảm kích, trước đây đã cộng sự với hòa thượng, đã làm nhiều Phật sự ở trong tỉnh Hậu Giang. Nay hòa thượng thu thần thị tịch đột ngột ra đi, làm chúng tôi cũng rất là lấy làm đau lòng, thương tiếc và kính tiếc một bậc huynh trưởng, một bậc đệ trưởng của chư tôn đức giáo phẩm cùng với tăng ni Phật tử ở trong huyện Vị Thủy, cũng như toàn thể các Phật tử ở các chùa trong huyện Vị Thủy cũng lần lượt về đây kính viếng hòa thượng. Xin hòa thượng thì từ chứng giám. Với tấm lòng chân thành của chúng tôi nguyện tiếp tục đi theo con đường mà hòa thượng đã còn để lại
Phật sự còn để lại còn đang dang dở, xin giác linh hòa thượng phụ hòa trì cho chúng tôi để làm tròn Phật sự sau này, từ đây tới sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật giáo Việt Nam trụ trì cho bảo tịnh chúng con thành tâm cung đón thượng tọa đạo hiệu Thích Nhật Quang trụ trì cho vạn đức thành phố Cần Thơ, đại đức Phước Pháp Tịnh đại diện cho chùa Phật học thành phố Cần Thơ đã đến kính viếng lễ tang ân sư của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
trưởng ni sư phân ban đạo trách ni giới giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sóc Trăng cũng vừa mới quang lâm. Thank you.
Âm thanh ấy từ đây không còn nữa.
hình chung đỉnh đẹp tay con của thầy nay không còn thấy nữa. Trong giờ phút chia ly ngàn thu vĩnh biệt này, dù chúng con có dùng ngôn ngữ nào diễn tả cũng không nói hết ân đức của thầy đã phổ nhận cho chúng con, cũng như không thể nào bày tỏ hết lòng thương tiếc của chúng con đối với bậc thầy khả kính. Chúng con chỉ biết cúi lại cảm nhận ân đức của thầy và nguyện thắp ghi những lời thầy đã dạy, ứng dụng Phật pháp vào đời sống, chuyển hóa bản thân và góp phần hộ trì tam bảo như thầy đã dặn dò. Chúng con thành tâm kính lại, kính nguyện thầy nơi cõi niết bàn giao du tự tại và gia hộ cho đàn con thư giải trên con đường tu học. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tâm Tứ Thập Nhất Thế Bảo Tịnh Tự trụ trì trưởng lão hòa thượng Tân Nguyên Tịch Thùy Từ giám chứng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nằm xuống cho ngàn thu vắng bóng, nhưng hình hài lòng lòng giữ hư không. Thầy ra đi trong tư thế tư duy, vọng sắc mạnh trong môn đồ pháp quý. Thế là giờ đây chúng con chỉ còn hoài niệm lại những lời dạy của thầy qua cái ký ức mỏng manh và nhỏ bé của chúng con. Sau giờ đây đấu trước giáng lên đời của ngài, chúng con cảm thấy mình quá ư là tầm thường và nhỏ bé. Chúng con biết nói gì đây, rồi để cho mai đây kim quang của ngài, nhục thân của ngài sẽ mãi mãi nằm xuống. Chúng con chỉ còn vọng tưởng ngài qua di ảnh, chúng con chỉ còn hiếu kính ngài qua nén hương, qua ly nước. Biết bao giờ thì chúng con sẽ tìm lại được một vị thầy khả kính, một vị thầy lúc nào canh cánh bên lòng lo cho tiền đồ của Phật pháp, một vị thầy chẳng bao giờ nghĩ cho mình, dù cho thân tứ đại ngày đêm biến động, nhưng chúng con khờ dại quá. Chúng con còn quá non trẻ để nhận ra điều ấy. Cho đến khi giây phút gió lặng, chim ngừng, nhận được thông tin thầy đã quá duyên ký tắc trở về với Đức Phật năm xưa, để rồi bây giờ đây tất cả bạn đồng tu chúng con quỳ cúi chắc đến cuối ngày chỉ biết đôi lời vòng vặt thế thôi, biết làm gì hơn khi vô thường không tha thứ cho ai. Chúng con chỉ biết kính nguyện trên giác linh của ngài luôn luôn dõi theo hàng đệ tử của ngài, dõi theo những công trình còn gian dở của ngài mà gia hộ cho anh chị em chúng con có đầy đủ bi trí dũng để mãi là những người Phật tử hộ pháp đắc lực. Luôn luôn được sinh ra và sống trong ngôi nhà tam bảo. Nếu như đủ phước duyên, chúng con nguyện đời sau tiếp tục vẫn là làm con của thầy. Và giờ đây đối trước giác linh thầy, chúng con nguyện
Chúng con nguyện làm cánh chim đại thể cho vườn đời thơm ngát ý tương thông, một loài hoa dù sống giữa phong trần nhưng chúng con nguyện sẽ toát lên mùi vô ưu rực rỡ, để cho ở nơi Tây Phương Cực Lạc Thầy mỉm cười với những đứa con non trẻ đã dần dần đi đúng bước chân và hành trạng của Ngài. Giờ đây chúng tôi kính mời toàn thể quý nam nữ Phật tử đồng khởi thân đứng dậy thượng hương với tất cả niềm tôn kính thành kính tịnh lễ Phật An Sư tam bái Nam Mô A Di Đà Phật. Nước cơ tông đừng lễ báo tình đường thường từ lòng tê chánh tông tứ thập nhất thế mà tí kheo thường quê hà đức quê nhật phong từ nguyên thầy tướng con đời lão hòa thượng Giác Linh Tâm kỷ niệm này, cái giây phút này có những tấm ảnh tuy sau này chúng tôi nhìn lại sẽ đau xót lắm đây, nhưng chúng tôi vẫn muốn lưu giữ lại để cho hàng hậu thế sau này biết rằng hậu gian Phật giáo hậu gian có một bậc thầy khả kính như thế. Và chúng tôi kính mời toàn thể quý vị Phật tử đồng tiến vào sát bên Giác Linh của thầy, quay ra và đọc chụp một bức ảnh lưu niệm gọi là lần cuối bên chân thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Bàn tay con dậy dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp, dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhăn nhòa vai sầu, vì thời gian dài đã không treo con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con. Từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng tay vôi, sông trời ơi, những vết nhăn đã in hẳn
trên vầng trăng. Ôi tình này bao la hơn đại dương. Mẹ che cho con sắc thân ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. Rồi mãi đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn đêm tranh pháp về cha dành chung, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân xưa muôn kiếp khó đáp đền. Oh,